Cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thành công cụ tiếp theo trong filter, có một vài hiệu ứng về bề mặt. Tôi chọn đối tượng này và chọn filter và phần styleline. Các bạn chọn diffuse. Lập tức đối tượng của chúng ta có dạng biên nhòe đi, tác động vào phần bề mặt. Các bạn có thể chọn normal các cần, tác động vùng tối hoặc tác động vùng sáng. Ở đây nếu tôi chọn normal, ok, thì đối tượng của chúng ta lập tức bị làm mờ nhòe, tôi cần chuyển rất lại. Thì những hiệu ứng này rất đặc biệt, chúng ta dùng trong những trường hợp khá hy hữu. Ngoài ra, các bạn chọn qua phần em và phần filter. Đây là nếu như chúng ta chọn phím em, lập tức đối tượng chúng ta sẽ tìm những đường biên, những đường cạnh, nó không tập trung vào phần bề mặt nữa. Với đối tượng này chúng ta cũng có thể áp dụng giả lập tranh vẽ tay, tôi có thể Ctrl Z thấy hiển thị. Bên cạnh đó chúng ta có một vài thành phần khác như em bóc, tạo sần sùi như là tranh khắc gỗ, cường độ, chiều cao cường độ và góc xoay. Các bạn có thể tùy chỉnh đối tượng này, nếu đồng ý chúng ta ok, không chúng ta sẽ scan ra ngoài. Chúng ta tiếp tục khám phá thành phần tiếp theo. Ở đối tượng Edge này, tôi có thể ví dụ bằng tấm hình bên cạnh chúng ta. Tôi tắt tạm đối tượng này đi. Các bạn vào Filter, Styleline và chọn Edge. Nó tạo chúng ta những bề mặt và size ở đây, tức là những ô vuông nhỏ bao nhiêu. Tôi chọn đối tượng OK một lần. Khối của chúng ta dường như đang phóng ra ngoài màn hình. Đây là chức năng Edge. Tôi cần chấm dứt lại. Đây là chức năng mặc định. Tôi vào tiếp. Có thể tôi tăng phần chiều sâu hơn, mức độ rang rung, tức là độ biến đổi giữa các ô vuông nhỏ. Ở đây chúng ta có thể chọn Solid Form Face. Tôi OK. Nó hơi khác một chút. Tôi cần chấm dứt lại và tiếp tục thử. Đây là Mesh Block. Đây là nó sẽ tác động trên đối tượng mới và đây tác động trực tiếp trên tấm hình. Trông rất khác phải không các bạn? Tiếp tục, chúng ta vào chức năng tiếp theo. Solidize. Chỉ là một sự biến đổi nhỏ nhỏ mà thôi. Thanh này thì chúng ta rất ít dùng. Các bạn có thể tạo gạch. Trial. Rồi tạo dựa vào màu background, foreground hay là dựa vào phần image. Tôi tạo, tôi nhấn OK. Nó dựa vào màu bên dưới. Cái này chúng ta có thể ứng dụng để chúng ta làm những bộ tranh ghép. Các bạn có thể tùy chọn những tùy chọn khác. Ví dụ như dựa vào tấm hình của chúng ta, dựa chính vào nó luôn. Hoặc là dựa vào phần màu trên. Ngoài ra chúng ta vào chức năng tiếp. Chắc Control, lấy những nét đơn sơ nhất của tấm hình, cường độ càng tăng, lấy nét càng nhiều, và sử dụng kiểu lấy trên hay dưới. Nếu đồng ý chúng ta có thể OK. Ngoài ra chúng ta cũng có những chức năng khác như View, bạn tạo chuyển động như gió. Và đây các hướng của gió các bạn có thể tùy chỉnh được và các kiểu tùy chọn nữa. Variation từ trái qua phải hay từ phải qua trái. Ví dụ tôi đồng ý, tôi OK. Thì tấm hình chúng ta như bị xô nghiêng bởi gió vậy. Thì trên đây là những chức năng cơ bản của phần filter tôi muốn đề cập đến các bạn ở đây.